lộn, học bình giữa, tính cúc lộn, bắt nào. Cúc lộn nào đây? Bo đang đứng xếp hàng để mua bánh mì. Từ hôm bữa về tới bây giờ mới lại đây ăn thử á cả nhà. Chỗ mình lại đây cũng không có xa, mình đường này là đường đô thị riêng á. Thử xem mình mua 3 ổ không biết nhiêu tiền. À, từ bên đó cách một cái nhà, ở bên nhà còn nhà bên này là để giữ xe cho bánh mì Huỳnh Hoa này cả nhà. Ủa đứng nãy giờ mới thấy được cái bảng điểm giữ xe bánh mì Huỳnh Hoa. Bó tay. Hôm nay trời không có được đẹp, hôm nay trời mưa. Hồi nãy tưởng đâu không có đi được, tại vì mưa quá, thôi nó hơi tạnh tạnh, hay gì cháu kệ xách xe đi luôn. Cũng lai rai chứ bộ, chắc mình đi cái thời điểm này cũng may mắn. Y bo ra rồi kìa. Bao nhiêu tiền ổ? 177.000, 59.000 một ổ. 59.000 một ổ. Đâu coi ổ bánh mì coi. Bự không? Ủa nó để đồ chua riêng cho mình hả? Để hết, để riêng hết luôn, có bao tài để mình ăn. Ủa vậy hả? Nhưng mà thịt thà. À, không biết nữa, lát gì mình review sao. Ok. Bây giờ trời mưa rồi cả nhà ơi, hai vị cháu vẫn bon bon ngoài đường. Thôi vậy đó mọi người. Không sợ luôn, trời mưa đi luôn. Bo nè, bo ghê không? Đàn ông dữ dội không? Đây là đường xá ở Sài Gòn nè. Đường này đường gì Bo? À, Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ quận 3 hả? Lý Thái Tổ quận 3 đúng rồi, Lý Thái Tổ quận 3. Thấy không? Cả nhà thấy không? Trời chuyển đen thùi lùi, hai dì cháu vẫn lết tháng đi. Hồi nãy khúc kia thì không có mưa, mưa hết rồi mà sao đi tới cái khúc này mưa quá trời. Bắt đầu chuyển, bắt đầu đổ hạt xuống rồi. Kiểu mưa luồn quá ha. Trời mưa mặc kệ, trời mưa hai dì cháu vẫn bon bon. Quá trời, áo ướt hết luôn rồi nè. Vui ghê luôn á. Mình đang ghé chỗ này mình mua khoai mỡ, mình ăn chỗ này ngon, mình ăn lần này lần thứ hai rồi nè cả nhà. Góc đường Hồng Hạc với Đồng Đen á cả nhà. Quá trời khách đứng đợi nè. Chỉ làm không kịp luôn á. Ở đây có 4 vị mà đồng giá 10.000 mà rẻ lắm cả nhà. Mình thấy nhiều lắm, mình ăn lần đầu mình thấy ngon thật. À, loại không lắc nè, lắc phô mai, lắc xí muối, lắc chân muối. Không có chi nhánh nha, ghê không? Mà ngon thiệt, ngon xỉu. Bên này, quay bên này nè. Bên đó là đang lắc nè. Bên đó là gia vị, gia vị. Gia vị. Oh, man.
chỉ làm bị lính quýnh luôn á cả nhà. Chắc mai găm quăng nữa quá. Cái đó của mình phải không? Mình mua tới 8 bịch lận á, nên là chờ hơi lâu tí xíu. Đông quá trời luôn ha, càng ngày càng đông ha. Cái này chỗ này là ngã tư Hồng Hà với lại Đồng Đen. Chưa hả? Chưa, chia lấy mình chia. Nhưng mà đủ rồi đúng không? Chưa chia là sao? Nghĩ là mình để chung hai cái cùng mài, hai cái qua đây nè. Một lát mình chia đều cho 4 vị qua hai vị hết. Xong. Mình mua bánh mì thì mình được một cái bao tay. Tại vì đồ chua với dưa leo họ để riêng ra cho mình á, nên họ có cho mình cái bao tay. Rồi khăn lạnh nữa. Đây là cái ổ bánh mì bên trong nè cả nhà. Nói chung là nhiều ha. Nhiều thôi. Đó. 59 cành. Giờ mình sẽ bỏ dưa leo đồ chua vô mình để mà mình thưởng thức. Để xem nó như thế nào. Ở đây không ăn ớt đâu. Ok. Còn ở đây là bánh mỡ nãy mình có mua nè. Ok. Sức phạt. Nhưng mà lúc mà mình mua thì người ta cắt làm đôi thẳng cho mình luôn. Tại vì cái ổ nó quá trời bự. Có thịt mỡ nữa rồi. Trời ơi, miếng dừa leo. Chắc này ăn hơi, chắc lấy cái muỗng cái dao sắc ăn luôn quá. Miếng gì thêm nhìn miếng gì. Mình ăn mà hăng chó nhìn miệng quá à. Ngon thiệt, ngon thiệt. Xin bo kìa. Nó xin bo kìa. Lên bo đi. Thôi, khổng. Chú mẹ cho ăn sao? Ăn chó xinh ăn quá. Ngon thiệt. Bát tê ngon quá trời. Không mà bát tê ngon ghê ha. Ngon ngon. Nãy trời mưa mà cũng có nhiều người tới sắp hàng mua quá trời. Không chia giờ đâu được. Bởi vậy không đông cũng uổng. Mọi thứ sắc chảy hết. Mình nó không phải là đạo bánh mì mà mình ăn cái này mình thấy ngon á. Thử khen là biết nữa rồi. Bánh mì bự nè, bánh mì cũng giòn nữa. Mà mình mua nãy giờ là cũng như lâu rồi bò. 2 tiếng. 2 tiếng rồi.
mình mua về nhà, nhưng mà mình đi đường hồi nãy giờ mua bao khoai mỡ, khoai đồn lên rồi mình ghé mình đưa cho chồng mình một ổ nữa, mà tới bây giờ bánh mì vẫn giòn nè, bên trong bơ hay là gì là nó không có bị, nó không có bị nhão ra. Ngon quá heo ơi. Ừ, còn lú nha cả nhà, bơ mà tê lú à. Ừ, bây giờ mình để đó tí mình xử lý nó tiếp, mình qua mình ăn khoai mỡ chiên. Dạo này ở Sài Gòn á, hôm mình về mình thấy được cái món này, mình thấy ngon quá trời. Khoai mỡ mà ngày xưa cũng có, lúc mình đi thì cũng có, nhưng mà nó không có tân tiến giống như là lắc vị này vị nọ. Trong một bịch thì cũng nhiều lắm cả nhà, một bịch nó như hai mấy viên, cỡ hai mấy hả, cỡ hai mấy viên. Ngon, cái này là để coi này, phô mai ngon thiệt. Cái chỗ này bán rất là đông luôn, ngon ơi là ngon. Hình như có mình bả làm à, cái bột á bà kia làm chậm hơn, bà kia là chiên, cái chiên lần hai á. Ừ, bà kia chiên lần hai, một người chiên một lần xong mà chiên thêm lần hai nữa. Ok thôi, review cho cả nhà một tí xíu về những cái món ăn ở Sài Gòn mà Ba Đen nếm được ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ba Đen rất là nhiều. Mình mong là mình cũng có thời gian để mà mình quay được nhiều cái clip review đề đồ ăn uống cho cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye. Sau khi ăn Quỳnh Hoa thì Quỳnh Hoa làm cho Quỳnh Kim là mệt. Tại vì một ổ rất là bự. Lên tới đây. Hai người á thì nên mua một ổ thôi. Đừng bao giờ ai nhắc chứ Quỳnh Hoa trước mặt Quỳnh Kim á. Quá mệt rồi, đủ rồi. Trời ơi, ngon ghi mà ngon thiệt. Nhưng mà nghe no quá, ngán quá. Lên tới đây. Ừ, trời ơi. Tại vì rồi, cái ổ đó rất là bự. Trời ơi. Không mà thật sự lúc đầu mà mua á, hai dì cháu cũng không có biết là nó bự như thế nào. Mua về không ăn được nữa ổ là hai nhìn cháu nhìn nhau rồi đó, nhìn nhau cười. Bởi nó Quỳnh Hoa làm Quỳnh Kim làm mệt quá trời luôn. Đây bây giờ không biết làm sao luôn, quá mệt luôn, đủ rồi, đừng ai nhắc tới Quỳnh Hoa.